Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành là Kiến Pháp ạ. Dạ, con bạch sư, xin sư cho con hỏi người hành thiền là đang tạo nghiệp gì và quả báo sẽ như thế nào ạ? Người hành thiền sẽ tạo đầy đủ các cái nghiệp dục giới, sắc giới, vô sắc giới và cả nghiệp siêu thế nữa. Những người mới bắt đầu thực hành thiền, ví dụ như là mình thọ trì pháp thiền, niệm hơi thở vào ra chẳng hạn, nhưng mà ở cái giai đoạn đầu mình chưa chứng được các tầng thiền, mình chỉ biết hơi thở vào ra thôi, thì cái lúc mà mình đang chánh niệm tỉnh giác nhận biết hơi thở vào ra đấy, nó có cái tâm sở tư nó khởi lên, tức là nó hướng về cái hơi thở đấy. Trong cái lúc đấy nó cũng có những cái tâm tịnh hảo, những cái tâm cao thượng, nó cũng có vô tham vô sân hành giả tịnh thân, tức là có tín niệm tam quý vô tham vô sân đấy, có tất cả những cái tâm thanh tịnh cao thượng đấy, thì lúc đấy đang tạo những cái thiện nghiệp thuộc về dục giới. Những cái thiện nghiệp đấy nó cũng sẽ cho ra cái quả báo ở cái cõi nhân gian và cõi thiên giới. Tức là người thực hành thiền dù không đắc thiền mà mình hướng với mục đích lại sinh lại làm người hoặc sinh thiên giới vẫn được. Và nếu như một người nào đắc được sơ thiền thì lúc đấy vị đó tạo ra cái nghiệp sắc giới sơ thiền, thì sau này vị đấy sẽ cho cái quả là sinh về cõi sơ thiền. Người nào nhị thiền, tam thiền, tứ thiền đấy được gọi là những cái tầng thiền sắc giới, là đang tạo những cái thiện nghiệp sắc giới. Còn nếu như người nào thực hành được các pháp thiền vô sắc giới thì đang tạo thiện nghiệp vô sắc giới. Còn nếu như vị đó thực hành thiền tuệ mà chứng đắc được đạo quả thì vị đấy sẽ thành tựu được cái thiện nghiệp về siêu thế, siêu tam giới. Vậy thì chỉ có cái con đường thực hành thiền nó mới được viên mãn đầy đủ các cái nghiệp từ thấp đến cao, các cái thiện nghiệp từ thấp đến cao, và không thiếu cái thiện nghiệp gì ở trong cái pháp hành thiền này, mà những cái pháp khác ở thế gian không thể có được. Ví dụ như là một người bố thí cúng dường thì chỉ tạo ra thiện nghiệp dục giới, một cái người giữ giới hành trì giới thì cũng chỉ tạo ra thiện nghiệp dục giới. Thực hành qua cái pháp thiền nó mới tạo ra được thiện nghiệp sắc giới, vô sắc giới và siêu thế. Thế là vì vậy cái sự thực hành thiền nó sẽ tạo ra được nhiều những cái nghiệp cao thượng khác nhau. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Kiến Pháp ạ. Dạ, con bạch sư, thời Đức Phật thì hầu hết tăng ni đều hành thiền, vậy tại sao thời nay hầu hết tăng ni lại không thực hành thiền ạ? Thời Đức Phật, đúng là Đức Phật chỉ có dạy ba pháp thôi, giới, định, tuệ. Thì giáo pháp của Đức Phật thời gian đầu thì ai cũng hành thiền, kể cả những vị A-la-hán người ta vẫn hành thiền, các vị Đức Phật cũng vẫn hành thiền. Ngay khi Đức Phật thành đạo rồi, nhưng ngày nào Đức Phật cũng vẫn hành thiền, trong những cái khoảng thời gian mà ngài không giảng pháp, ngài không có những phận sự gì thì ngài cũng sẽ hành thiền. Hoặc sáng sớm thì Đức Phật nhập đại định đại bi, tức là ngài thiền đại tâm bi, sau đó mình thấy ai có hữu duyên thì ngài đi độ chúng sinh đó. Còn lúc nào nghỉ ngơi rảnh rỗi ngài cũng hành thiền hết, hiện tại lạc trú. Các bậc A La Hán mà làm xong những phận sự cần làm rồi, ngoài cái việc đi hoàng pháp giảng pháp ra thì các vị cũng hành thiền. Hay có những vị nào không có phận sự đi hoàng pháp thì các vị cái an trú hành thiền là chính, ngoài giờ đi khất thực ra thì về ngồi thiền. Rồi những vị hữu học thì phải hành thiền để chứng A La Hán, rồi những vị phàm phu mới ra thì phải hành thiền để chứng đắc các đạo quả. Thì lúc đấy chỉ có hành thiền mà thôi, chỉ có tu giới định tuệ mà thôi, ngoài việc hành thiền ra thì làm gì nữa. Thì Đức Phật đi theo Đức Phật, học đạo với Đức Phật, xuất gia dưới pháp của Đức Phật là để hành thiền, không có cái gì khác cả. Sau này thì Đức Phật thuyết ra nhiều kinh điển hơn, thì sẽ dành 5 năm đầu để học pháp, sau đó thì sẽ chuyên tâm thực hành. Thì cũng có điều đó, hoặc là có những vị nỗ lực muốn học hết cả Tam Tạng kinh điển thì cũng có thể dành ra 5 năm 10 năm học, nhưng mà Đức Phật vẫn khuyên là không dừng lại pháp học mà vẫn đi hành thiền. Còn về sau này thì vì thời sau này thì vì cái pháp thiền quá là khó lưu truyền. Ví dụ như là Phật pháp lưu truyền đến những cái vùng xa xôi, ví dụ như là từ Ấn Độ rồi truyền đến Trung Quốc, hay truyền đến Việt Nam, truyền đến những cái nơi biên địa thâm rất là xa xôi ấy, thì pháp học được truyền đi dễ dàng, nhưng pháp hành rất khó để truyền đi. Như là người ta có thể mang kinh điển bằng lá bối thì truyền sang Việt Nam, truyền sang Trung Quốc, truyền sang các nước quốc độ khác nhau. Các vị tỳ kheo mà đi truyền đạo đấy thì cũng có vị có pháp học, có vị có pháp hành. Thì cái chuyện bá đến một cái quốc độ nào đó xong lại mất thời gian phiên dịch từ cái tiếng Bali, từ cái tiếng Phạn đó sang bản địa đó nữa, nên là rất khó, rất là mất rất nhiều thời gian và để mà dạy được cái pháp hành. Cho nên là có những cái địa phương, có những cái vùng miền
người ta chỉ có pháp học thôi, chỉ có lý thuyết thôi, mà không có cái người dạy những cái pháp hành. Hoặc là cũng có những cái thời điểm mà có những cái, có những vị tỳ kheo cũng đi truyền bá và giảng dạy những cái pháp hành thiền chỉ quán, mà rồi vì do trải qua những cái thời thế nó thay đổi, ví dụ như là những cái thời loạn lạc, chiến tranh xảy ra, mà và những cái vị mà có pháp hành như là những cái pháp hành thiền ấy, thì cũng không có giảng dạy rộng rãi được ở trong thế gian. Những cái lúc đấy thì đa số con người ta hướng về chiến tranh loạn lạc đánh nhau rồi, thì cái việc tu tập không còn được đề cao và không có người ủng hộ nữa. Những vị có pháp hành đấy cũng phải ẩn vào trong rừng để tu, rồi có thể là không truyền bá được lại cái pháp hành, rồi các vị ấy chết đi và cái pháp hành thất truyền. Cái pháp về hành thiền rất dễ bị thất truyền, còn cái pháp học thì dễ, rất dễ lan truyền và dễ phục hưng lại. Khi mà thời thế hòa bình lại, người ta có thể phục hồi lại được pháp học thì rất dễ phục hồi lại để học những cái lý thuyết về kinh điển. Rất là nhiều người ta có thể sao chép, biên chép, in ấn ra và truyền bá giảng dạy lại. Nhưng cái pháp hành thì phải có một cái người có kinh nghiệm thì mới giảng dạy được. Vì vậy nên là pháp hành rất khó lưu truyền, rất khó giữ gìn, và rất khó tu tập. Hàng trăm người, hàng chục người, hàng trăm người tu mới có một người thành tựu. Vì đó nó rất là khó như vậy, thành ra rất là nhiều nơi bị thất truyền về pháp hành thiền. Rồi về sau này cái pháp học lại mang cái tính là được thế gian tôn sùng nhiều hơn. Ví dụ người ta sẽ tôn sùng những cái vị có pháp học, những cái vị có pháp học thì có thể thuyết giảng được giáo pháp dễ dàng hơn, mang cái tính tri thức mà nó phù hợp với thời đại hơn. Cho nên là người ta thành lập nên những trường Phật học để lấy những cái bằng cấp nó phù hợp với đời. Nhưng người đời người ta ưa chuộng những người có bằng cấp, thì người ta cũng ưa chuộng những cái vị xuất gia cũng phải có cái bằng cấp như thế để trở thành những vị pháp sư, những vị giảng sư. Rồi cũng chính vì chạy theo cái xu thế của thời thế, thời đại vậy nữa, cho nên là nhiều người xuất gia đã không bỏ cái thời gian để hành thiền, mà để nhiều cái thời gian học tập lấy bằng cấp nhiều hơn. Thì có cái bằng cấp đấy thì sau này dễ làm những cái việc Phật sự. Chính vì vậy nên là cái pháp hành thiền càng lúc càng bị ít người thực hành đi. Rồi sau này lại phát sinh ra nhiều cái hệ phái, nhiều cái tông phái và nhiều cái pháp môn tu tập khác thay thế cho cái pháp hành thiền. Ví dụ như là thời xưa, nhất là ví dụ như ở Việt Nam mà thời đại Lý Trần chẳng hạn, thì lúc đấy các vị tỳ kheo vẫn còn hành thiền. Nhưng mà sau cái thời đấy thì loạn lạc nhiều hơn, rồi những cái pháp hành thiền bắt đầu bị suy giảm đi, ít dần đi, và cho đến bây giờ thì rất là hiếm hoi mới có một ngôi chùa có cái sự hành thiền, rất hiếm hoi mới có một cái vị xuất gia còn giữ cái pháp hành thiền. Còn đa số thì theo nhiều những cái pháp môn tư tưởng khác, hoặc là theo pháp học, hoặc là theo những cái pháp tín ngưỡng dân gian, hoặc là theo nhiều cái pháp khác, mà cái pháp hành thiền bị mai một cách trầm trọng và trở nên rất là khác biệt đối với thời Đức Phật. Thời Đức Phật thì chỉ có hành thiền mà thôi, chỉ có hành thiền chỉ quán, chứ không có làm những cái phận sự gì khác. Nhưng mà thời về sau này thì thời thế thay đổi, giáo pháp cũng bị biến dạng thay đổi đi, cho nên là cũng còn có, vẫn còn có người duy trì pháp hành thiền như thời Đức Phật, nhưng cũng đã rất nhiều người từ bỏ cái pháp đấy rồi. Thì đó cũng là cái sự mai một của giáo pháp, nó là cái sự gọi là cái gì, nó có cái sự sinh trụ dị diệt, mà có cái sự hoại diệt, có cái sự biến đổi theo thời thế. Nên cái chuyện đó là cái chuyện mà mình cũng không thể nào mà ấy được, không thể nào mà nói được, mà phải vì thời thế nó như thế thì nó sẽ thay đổi như thế mà thôi. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Tuệ Ân ạ. Dạ con bạch sư, xin sư cho con hỏi, có vị thầy dạy rằng mình chỉ cần sống với tâm xả là được rồi, không cần thực hành thiền chỉ quán gì cả, như vậy có đúng không ạ? Có giải thoát sanh tử không ạ? Sống với tâm xả, chỉ có bậc A La Hán với Đức Phật mới có tâm xả thôi, còn lại tất cả từ bậc hữu học cho đến phàm phu không ai có tâm xả này hết. Bậc A La Hán thì mới, với Đức Phật ấy thì còn thuần tâm xả, không vui không buồn gì hết. Và các bậc A La Hán thì thuần tâm xả, không vui không buồn.
Còn các bậc hữu học đến bậc tam quả, nhị quả, sơ quả, đến những người phàm phu thì sẽ còn có vui, còn có buồn, còn ái ố hỉ nộ, còn cần phải tu tập. Những người đang trên đường tu tập cần phải thực hành thiền chỉ, cần phải thực hành thiền quán, cần phải tu tập chứng. Đến khi nào chứng đến A-la-hán rồi thì mới hãy sống với cái tâm sạch. Vì cái lúc đấy tâm nó không còn bị ô nhiễm bởi cái pháp gì nữa, nó không còn ưa thích, nó không còn chán ghét. Tâm xả tức là không yêu, không ghét, không ưa thích, không chán ghét. Nhưng bây giờ một cái người chưa chứng A-la-hán mà bảo cái không yêu, không ghét, chuyện đó là không có, nó là nói dối. Và đang áp dụng một cái pháp của một bậc thánh nhân cho một phàm nhân, cái điều này là lấy cái tâm của các bậc thánh nhân mà tự mình sống được như vậy. Thì cái người đấy tự nhận mình là thánh nhân, tự nhận mình là A-la-hán. Không có chuyện đó. Nếu mà mình chưa chứng A-la-hán, mình không thể sống được với tâm xả. Hoặc là sẽ yêu, hoặc là ghét. Lúc thì yêu, lúc thì ghét, lúc thì xả. Cần phải tu tập để mà đoạn trừ những cái ô nhiễm đấy. Chứ mình chỉ dừng lại thản nhiên như vậy là mình đang sống với tâm si, chứ không phải tâm với tâm xả. Tức là người đấy đang sống với tâm si mê đấy. Si mê tà kiến, yêu mà lại tưởng mình không yêu, ghét mình tưởng mình không ghét. Không phải là tâm xả mà lại tưởng đấy là tâm xả. Thì cái người đấy là đang sống với tâm ngu si, chứ không phải là tâm xả. Vì vậy nên đừng có dừng lại ở đó, mà cần phải thực hành từng tuần tự, từng bước, rồi sau đó thì mình mới đạt được cái tự bất động, cái được cái tâm bất động như bậc A-la-hán rồi, thì lúc đấy tự động sẽ có tâm xả thôi. Còn mới tu mà đã sống với tâm xả là không có. Dạ, con thưa Lư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Tuệ Ân ạ. Dạ, con bạch Lư, tánh không ở đây có ý nghĩa là gì ạ? Tánh không, tánh không, tánh không ở đây thì thì sư chỉ giải thích nên tánh không theo cái pháp nguyên thủy thôi. Tánh không ở đây có nghĩa là cái sự rỗng không, là cái sự giả tạm, là cái sự không có tự ngã. Tức là cái tánh không ở đây cũng có cái ý nghĩa là đấy là cái sự vô ngã. Vậy thì cái người nào mà hiểu ra được cái tánh không, vậy nên là Đức Phật có nói rằng là cái pháp của Đức Phật nói là có ba con đường đi đến Niết Bàn. Một là con đường bằng vô tướng giải thoát. Vô tướng giải thoát tức là vị ấy quán các pháp hữu vi là vô thường, rồi vị ấy giác ngộ ra chân lý và đi đến Niết Bàn. Đấy được gọi là vô tướng giải thoát. Cái thứ hai là vô nguyện giải thoát, thì vị ấy quán các pháp hữu vi là khổ, là ung nhọt, là gai góc, là mũi tên, là đau đớn, là bệnh hoạn, rồi vị ấy chứng được chân lý và vị ấy chứng Niết Bàn. Đấy được gọi là vô nguyện giải thoát. Và cái cửa thứ ba là không giải thoát, tức là cái con đường quán về vô ngã. Vô ngã là rỗng không, là giả tạm, là không thật, là không có tự ngã. Rồi vị ấy giác ngộ được chân lý thì vị ấy đi đến Niết Bàn và chấm dứt khổ đau. Vậy thì một cái vị mà chứng đắc các đạo quả là chỉ chứng đắc bằng ba cái con đường đó. Một là do vị đó đang quán vô thường, vị đó ngộ, giác ngộ. Hai là vị đó quán về khổ, vị đó giác ngộ. Ba là quán về vô ngã, vị đó giác ngộ. Thì cái vô ngã được gọi là cái cửa không, được gọi là cái cửa ngõ đi đến Niết Bàn bằng cái tánh không, tức là vị đó quán vô ngã. Thì cái người nào mà có trí tuệ mạnh thì cái người đấy sẽ giác ngộ về cái tánh không này. Cái người nào mà có định mạnh thì cái người đấy sẽ giác ngộ về cái khổ hay là cái vô nguyện giải thoát. Người nào có niềm tin mạnh, đức tin mạnh thì hay giác ngộ theo cái quán về vô thường. Cái ba cái cửa để đi vào Niết Bàn đó, do mình có đức tin mạnh, có định mạnh hay có tuệ mạnh, mình sẽ đi vào những cái cửa ngõ khác nhau đó. Thì cái tánh không là vô ngã. Thì thế thôi. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Trí Nhân ạ. Dạ, con bạch sư, thưa sư cho con hỏi, khi thiền thì tư thế ngồi kết là, bán là hay xếp bằng có ảnh hưởng khác nhau như thế nào đến sự chứng đắc không ạ? Không có ảnh hưởng gì nhá. Một cái người mà ngồi được kết già thì cũng có cái hay là cái người đấy giống như là một cái người chuyên tu, tu chuyên nghiệp, tu lâu năm, tu từ nhỏ. Và cái người đấy có cái sự kham nhẫn, có thể rèn luyện cho mình thành tựu được cái pháp thế kiết già. Mặc dù cái bởi vì tập được thế kiết già rất là đau và rất là nhiều năm mới thành tựu được. Cái người đấy ngồi được cái kiết già thì nó vững vàng, chắc chắn, ngồi lâu nó không bị mỏi, mệt. Thì đấy là cái ưu thế của thế kiết già. Hoặc là không ngồi được thế kiết già thì ngồi thế bán già, chân trên chân dưới hoặc hai chân bằng nhau. Thì cũng như thế thôi, cũng không có vấn đề gì. Nhất là với những cái người tu mà có những người mà chân mà ngắn đôi khi không ngồi kiết già được, phải ngồi bán già cũng chẳng sao cả.
Còn cái sự chứng đắc không hề liên quan gì đến tư thế ngồi. Cái sự chứng đắc nó hoàn toàn là do cái chánh niệm của cái vị đó ở trên cái đề mục thiền, giữ được cái tâm định tĩnh chánh niệm ấy, thì sẽ thành tựu thôi. Còn thế ngồi đều không liên quan, không ảnh hưởng gì đến sự chứng đắc hết. Một người ngồi kiết già bán già hay là hai chân bằng nhau thì cái sự chứng đắc là như nhau, không có hơn kém gì. Nên đừng bận tâm đến cái thế ngồi, mà nên chú tâm vào mục thiền cho tốt là được. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Chí Nhân ạ. Dạ, bạch sư, xin sư cho con hỏi thêm là ví dụ khi được xuất gia tại chùa Phúc Minh thì hàng ngày có được dạy học không ạ, và được học những gì ạ? Được dạy học á, Được dạy pháp ạ, được à, dạy được pháp. dạy pháp. Xuất gia ở chùa Phúc Minh thì thì đương nhiên là cái việc đầu tiên là vẫn phải học pháp, vì người xuất gia là bắt buộc có những cái cần phải học, học rồi mới xuất gia được, thì vẫn phải có được dạy, sẽ có dạy dạy những cái căn bản trước. Ví dụ như là đầu tiên là học các cái pháp tam quy, mười giới bằng tiếng Pali, thì sẽ có người dạy cho mình đọc sao cho nó đúng, học đưa bài cho mình. Đa số cái pháp của Phật là học bằng cái pháp học truyền thụ, học thuộc lòng. Thì cái đấy, cái này cần phải học thuộc, thì lúc đấy các vị sư lớn sẽ đưa cái bài cho các vị mới tập sự đấy, hãy học thuộc cái này đi, học thuộc rồi nên trả bài, đọc nghe xem đã thuộc chưa, kiểm tra lại. Học thuộc cái này rồi thì lại đưa cho cái khác, đấy hãy học thuộc cái này đi, học xong rồi lại kiểm tra xem đã thuộc chưa, lại học cái khác. Thì đấy là một cái cách truyền dạy bằng cái cách đấy, rất là dễ dàng, rất là đơn giản học. Như thế thì ai mà học được càng nhiều thì càng tốt, nhưng thì mình phải học hết. Ví dụ như đấy là cái bộ kinh tụng bằng Pali tiếng Việt đấy, học cho thuộc hết đi. Thì cái việc học thuộc lòng thì đâu cần phải kèm cặp dạy như là học vỗ lòng mẫu giáo đâu, không cần. Mà đôi khi có những cái vị xuất gia ở cái tuổi còn rất là trẻ, chưa đến tuổi hành thiền, như là cái vị đấy tầm 13, 14 tuổi, 15, 16 tuổi mà đến muốn xuất gia, thì có thể sẽ được dạy kỹ hơn, tức là sẽ được dạy kèm cặp hàng ngày hơn, là cần phải học thuộc như thế này, học thuộc thế kia, sẽ dạy giống như là trên lớp học vậy. Còn những vị lớn tuổi rồi đã có những cái trình độ học mà vẫn tốt ở bên ngoài rồi thì không cần những cái sự kèm cặp mà một cách quá là cầu kỳ chi tiết nữa, mà lúc đấy chỉ cần đưa pháp cho vị đó thôi. Vì đó hãy tùy theo khả năng của mình mà học. Thứ hai nữa là nhờ với những vị đã lớn tuổi rồi thì hành thiền đề cao hơn, pháp hành đề cao hơn, bởi vì chùa Phúc Minh là môi trường hành thiền, thì tất cả những cái vị xuất gia ở đây phải là những cái người hay chuyên tâm hành thiền, cái lấy cái việc hành thiền làm cái sự nghiệp chính, còn cái pháp học thì phụ và thêm vào. Sau cái quá trình thực hành thiền đấy mà tiến triển được thì trong cái pháp hành đấy sẽ có cái pháp học đi kèm theo. Như là sau này mình hành thiền đến những cái pháp về thiền, vào các tầng thiền thì sẽ được hướng dẫn phân biệt các chi thiền như thế nào, nên các tầng thiền thế nào, thực hành các cái 40 đề mục thiền định, hay là di chuyển sang hành thiền quán sẽ phân biệt các cái sắc pháp, danh pháp, pháp duyên khởi. Thì trong cái sự tu tập đấy sẽ kết hợp với cái pháp học đi cùng với cái pháp hành đấy, thì nó sẽ đỡ mất thời gian hơn cho những cái vị mà đang hành thiền. Còn những cái vị nào mà chưa đến tuổi mà chuyên tâm hành thiền được thì sẽ học nhiều hơn. Còn những vị mà đã đến tuổi lớn rồi cần phải để hành thiền nhiều ấy, thì vị đó sẽ học cũng vừa phải thôi, còn cái thời gian hành thiền sẽ nhiều hơn. Thì đương nhiên là pháp học với pháp hành vẫn phải song hành với nhau, mình không thể nói là mình coi nhẹ, mình đề cao tuyệt đối về pháp hành nhưng cũng không coi nhẹ pháp học, vẫn rất là trân trọng pháp học, vẫn đề cao pháp học, vẫn dành thời gian để học, nhưng đề cao pháp hành hơn một chút, dành nhiều thời gian để hành thiền nhiều hơn một chút, vì môi trường duy trì lại pháp hành. Còn những cái vị nào mà xuất gia mà có cái tâm tầm cầu mà muốn đi học các trường Phật học nữa thì cũng không sao, thì vẫn được. Ví dụ như là vị đấy có thể là khởi lên cái ý muốn là vì sự thực hành thiền chưa chưa có kết quả tốt, muốn đi đến các trường Phật học để học pháp nữa, để chuyên tâm theo đuổi về pháp học, để lấy bằng cấp để mai mốt ra làm chức vụ ở trong giáo hội thì vẫn được.
điều đó phù hợp với xu thế thời đại không cấm. Thì xuất gia thời bây giờ là thế, có thể mình chuyên tâm về pháp hành, có thể chuyên tâm về pháp học, có thể mình vừa thực hành kết hợp với pháp học đều được. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành là Hạnh Tuệ ạ. Dạ, con kính thưa sư, con muốn cúng dường vật thực và tứ vật dụng hợp luật tới chùa, nhưng con ở tận Lâm Đồng. Một cách nào để con có thể liên hệ với chùa và thực hiện được ý nguyện trên ạ? Con xin tri ân sư ạ. Thì lúc nào ban tổ chức cái chuyện cho bạn đấy cái số điện thoại của Capiya đấy, là sẽ liên hệ với tại văn phòng với người hộ tăng của chùa, và đấy sẽ chuyển khoản cúng dường qua ban hộ tăng, qua Capiya của chùa. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Tịnh Hiếu ạ. Dạ, con bạch con kính đảnh lễ sư ạ. Thưa sư, xin cho con gửi ba câu hỏi ạ. Câu thứ nhất là, thưa sư, vì sao vua trời Đế Thích lại biết con đường trung đạo để gợi ý cho Đức Bồ Tát bằng cách chơi đàn ạ? Đôi khi một cái vị đứng ở bên ngoài và ở các cõi trời thì sẽ được nghe kể về cái công hạnh tu tập của các vị thật Phật trong đời quá khứ. Bởi vì ở các vua trời Đế Thích ở cõi trời thì có cái thiện pháp đường, và thường xuyên có các cái vị ở cõi Tịnh Cư Thiên, tức là các cái vị thánh nhân ở các cõi Phạm Thiên, Tịnh Cư Thiên đến đó để thuyết giảng và pháp, và các vị ấy thường hay kể chuyện về các vị Phật ở trong đời quá khứ, thuyết giảng giáo pháp của các vị Phật trong thời quá khứ cho những chư thiên ở các cái cõi trời đó nghe. Cho nên nhiều vị chư thiên đã biết được cái con đường tu tập là phải đi con đường trung đạo, nên là vị đấy đã thức tỉnh được Đức Bồ Tát. Nên là đấy là cái lý do mà vua trời đã đánh đàn để thức tỉnh một vị Bồ Tát. Con thưa sư, câu hỏi số 2 từ hành giả Tịnh Hiếu ạ. Dạ, thưa sư, thân quyến của con có đặt một câu hỏi như sau ạ. Nếu đàn đã từng là vật dùng để gợi ý cho Đức Bồ Tát để đi đúng đường thì đáng biết ơn đàn chứ, tại sao Đức Phật lại khuyên đệ tử lữ lới không nghe đàn và chơi đàn? Biết đâu nhờ sự chơi đàn nghe đàn cũng giúp cho người đi sai đường tìm đúng đường. Xin sư vi mẫn giảng giúp cho người thân của con ạ. Cái pháp mà đánh đàn này, thực ra Đức Phật đối với một cái vị xuất gia hay là đối với một người mà tu phạm hạnh để mà thực hành chứng đắc được các cái pháp thiền chỉ, thiền quán, thì cái chơi đàn nó sẽ làm chướng ngại. Cái pháp chơi đàn nó du dương, nó sẽ làm cho người ta tham đắm và cái tâm phóng dật năng chăng. Cái tâm chơi đàn nó phóng dật năng chăng. Thứ nhất là cái người nghe cái tiếng đàn đấy, tâm nó cũng trở nên tham ái với những cái giọng du dương đấy. Cho nên khi ngồi thiền tâm nó loạn động. Còn những người mà luyện chơi đàn rất mất nhiều thời gian, mất rất nhiều thời gian để tập luyện, và trong quá trình tập luyện tâm nó cũng bị phân tán vào đó. Và những cái người chơi đàn và nghe đàn không chứng được thiền, thậm chí những người đã chứng thiền rồi mà chơi đàn với nghe đàn cũng bị mất mất thiền chứng, và đó là con đường chướng ngại cho những vị đấy chứng đắc đạo quả. Nhưng mà cái sự chơi đàn đấy nó chỉ là cái thú vui của những cái chúng sinh ở cõi dục giới, là ở cõi người mà cõi chư thiên đang hưởng thụ các cái dục lạc thế gian, thì mới dùng những cái thú vui đấy thôi. Thì mặc dù rằng là Đức Phật ngộ ra con đường trung đạo khi nghe cái tiếng đàn đấy, nhưng mà cũng không phải vì vậy mà lại nói rằng là phải tri ân tiếng đàn đấy cả. Không 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 có cái chuyện đó, vì tiếng đàn là chướng ngại, pháp chướng ngại là chướng ngại. Và cái pháp đấy không 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 thể là cái chướng ngại cho sự chứng đắc thiền, nên Đức Phật phải chế ra cái giới đó là không được xem nghe múa hát, không được chơi đàn và xem nghe múa hát. Thì là như thế. Còn cái tiếng đàn nó là cái vô tri vô giác, chứ không phải là một cái nhân vật, một người nào đâu mà cần phải tri ân. Có tri ân thì cảm ơn ông Đế Thích ông đã đánh đàn thì còn được, chứ không phải tri ân tiếng đàn được. Tiếng đàn là vật vô tri mà. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành là Tịnh Hiếu ạ. Dạ, con bạch sư, con có một bạn đặt câu hỏi như sau. Chị ấy gửi tiền cho một người bạn kinh doanh cầm đồ để bạn đó dùng số tiền ấy để kinh doanh cho vay nặng lãi.
Vậy việc làm đó của chị ấy nên hay không nên ạ? Gửi tiền cho người bạn rồi người bạn ấy lại dùng cái tiền đấy đi kinh doanh nặng lãi, kinh doanh nặng lãi gửi. Thì nếu mà đúng là cái người mà mình nhận sự gửi thác của người khác thì khi mà mình muốn sử dụng đến cái vật gửi đấy thì mình phải hỏi cái người mà người ta gửi đấy là tôi giữ hộ cái khoản này mà tôi dùng vào cái việc này có được không, có cho. Thì cái người được cái người chủ đấy, tức là mình chỉ là người giữ hộ thôi, còn cái tài sản đó, cái vật đó vẫn là cái vật có chủ của người khác. Tự ý sử dụng theo ý của mình đó cũng là một cái điều sai. Nếu mình không hỏi thì vị đó cần phải hỏi trước, rồi cái người chủ đó đồng tình thì mới được sử dụng vậy. Nếu mà không hỏi mà tự ý làm thì đó đã là một điều sai. Dùng vào một cái việc mà kinh doanh nặng lãi, lãi nợ gì đấy thì tôi không biết cái đấy là pháp thế gian, nhưng mà cũng nên có cái sự đồng thuận vì cái sự tôn trọng lẫn nhau thì tốt hơn. Dạ, con thưa sư, con xin đặt câu hỏi từ hành giả có pháp danh là cư sĩ. Dạ, con kính bạch sư, con xin sư giảng dạy cho con được biết về những phước báu có được khi đi đảnh lễ bốn nơi là nơi Đức Phật đản sanh, nơi Ngài thành đạo, nơi Ngài chuyển vận bánh xe pháp và nơi Ngài lập diệt ạ. Con có được dạ. Con có được nghe truyền miệng là nếu ai đến đảnh lễ bốn nơi đó thì khi chết sẽ được thăng thiên, thì có đúng không ạ? Bốn cái nơi tứ động tâm mà có cái tên là tứ động tâm, có nghĩa là khi mình đến bốn cái địa danh đấy, cái tâm của mình nó phải khởi lên một cái sự chấn động, một cái sự xúc động. Tức là ví dụ như đến cái nơi đản sinh của Đức Phật, vị ấy tưởng nhớ lại vị Bồ Tát đã đản sinh, tức là cái tâm tưởng nhớ đấy giống như là một cái tâm niệm ân Đức Phật ấy, cái tâm tưởng niệm đó, và vị đấy khởi lên cái sự hoan hỷ, khởi lên cái sự tịnh tín đối với Đức Phật nhờ đi đến cái động tâm thứ nhất. Hoặc là một cái người chưa biết đến Phật pháp, người ta đến cái động tâm đấy, người ta nghe những cái người khác kể lại cái câu chuyện rằng đây là nơi mà Bồ Tát Tất Đạt Đa đã đản sinh, rồi vì thế mà cái người đấy khởi lên niềm tin, à thì ra Đức Phật là một cái nhân vật lịch sử có thật, có hiện thật, có lịch sử, có cái bằng chứng, có cái di tích này, cho nên là vị đấy khởi lên cái niềm tin đó nó trở nên mạnh lên nhờ đi chiêm bái bốn động tâm. Đây là nơi Đức Phật đã đản sinh, đây là nơi Đức Phật đã thành đạo, này, rồi đây là nơi Đức Phật đã thuyết pháp, đây là nơi Đức Phật đã nhập Niết Bàn. Thì đến cái nơi nào vị đấy cũng phải tưởng nhớ lại những cái thời điểm lịch sử đấy. Đến nơi này Đức Phật thành đạo, vị đấy phải tưởng nhớ đến Đức Phật đã ngồi thiền như thế nào, đắc đạo như thế nào. Đến nơi mà thuyết pháp thì Đức Phật phải tưởng thì cái vị đấy phải tưởng nhớ đến cái bài pháp chuyển pháp luân đấy, Đức Phật đã thuyết giảng như thế nào, ý nghĩa ra làm sao, rồi nhờ đấy mà vị đấy khởi lên cái tịnh tín, rồi đến cái niềm tin, khởi lên cái niềm hoan hỷ. Đến cái nơi Đức Phật đã nhập Niết Bàn thì vị ấy tưởng nhớ đến cái thời lịch sử mà Đức Phật đã đi đến đây, đã nhập Niết Bàn và đã diễn ra những sự kiện gì ở dưới cái hàng Tara song thọ này. Thì tất cả những cái tâm đấy hướng về Đức Phật giống như là một cái người đang tưởng niệm đến ân đức của Phật, nhưng mà cái tưởng niệm đến cái ân đức bằng những cái chứng tích lịch sử hiện thật này ấy, nó chấn động tâm cao hơn là một cái người chỉ ngồi một chỗ mà tưởng niệm. Người đấy có đi đến những cái lịch sử đấy, đến những cái chứng tích lịch sử đấy thì cái niềm tin nó sẽ trở nên mạnh mẽ và mãnh liệt hơn rất nhiều. Những ai đã từng đi tham quan bốn động tâm rồi thì đều thấy rằng khi mình trở về, cái niềm tin của mình đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều, và thậm chí cái vị đấy có cái sự thay đổi trong cái cuộc sống hàng ngày khác hẳn đối với cái lúc mà chưa đi. Vị đấy có niềm tin mạnh hơn, vị đấy sẽ tinh tấn tu tập hơn, vị đấy sẽ nỗ lực giữ giới và hành thiền một cách mãnh liệt hơn. Hầu hết những người mà thực sự có nhân duyên đã từng đi chiêm bái bốn động tâm, khi trở về thì cái đức tin của vị đó sẽ trở nên rất là cao. Chính vì vậy cái đức tin ấy nó được duy trì liên tục cho đến lúc chết, mà cái tâm nó vẫn còn nghĩ được đến những cái bốn cái pháp đó, một cái nơi động tâm đó, vẫn còn tưởng nhớ được đến những cái đức hạnh của cuộc đời Đức Phật đó. Thì cái công đức đấy,
cái thiện tâm hợp trí tuệ đấy chắc chắn sẽ cho vị đó sinh thiên thật. Vì cái điều đó mà được Đức Phật cũng khẳng định mà. Sau này những ai đến tiếp đến yết kiến bốn động tâm thì người đấy tưởng nhớ đến các ân đức của Phật và vì đó có thể sẽ được sinh thiên, cũng giống như là một cái người được đi chiêm bái những cái bảo tháp, những cái nơi mà thờ xá lợi Phật. Một cái người thờ xá lợi Phật rồi vị đấy tưởng nhớ đến ân đức của Phật, cuộc đời và sự nghiệp hoằng pháp tu hành của Đức Phật, rồi vị đấy khởi lên cái lòng hoan hỷ tịnh tín, nỗ lực tinh tấn trong cái pháp hành, cho nên vị đấy cũng là cái pháp khiến cho vị đó sinh thiên được. Hoặc là bây giờ xây dựng nên những cái ngôi chùa có tượng Phật thì người ta đến, người ta lễ Phật, người ta tưởng nhớ đến đức hạnh trí tuệ của Phật, người ta khi chết người ta còn tưởng nhớ được thì người ta cũng vẫn sinh thiên được mà. Hay là một cái người đến nghe pháp hay là tu tập hành thiền cũng thế, cũng là một cái nhân, nếu như mà cái vị đó cứ duy trì được cái đức tin đó thì vẫn sinh thiên được. Vậy thì cái con đường mà sinh thiên giới có rất là nhiều, chứ không phải là chỉ có cái pháp là đi quan sát tứ động tâm, mà tất cả những cái pháp thiện pháp nào đi kèm với cái thâm tâm thiện mạnh mẽ, với cái trí tuệ mạnh mẽ thì đều là cái pháp sinh thiên giới cả. Dạ. Dạ, con bạch sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành là Liên Hoa. Dạ, con thưa sư, trong lúc hành thiền tọa, lưng thẳng, cổ thẳng, nhưng con chỉ ngồi thẳng được một giờ đầu, còn lại phía sau con lại bị chùn lưng xuống. Như vậy thì có được không ạ? Hay phải tập trung lưng thẳng đến xuyên suốt luôn ạ? Con thành kính tri ân sư ạ. Khi ngồi mà tập trung, khi cái tâm của mình tập trung hoàn toàn vào hơi thở, cái tâm nó không còn cảm nhận là nó không còn để nực vào giữ cái thân này nữa, cho nên là đôi khi cái lưng nó hơi trùng xuống. Cái chuyện đó không sao nhé, không vấn đề gì. Khi nào mình thấy nó trùng quá và thấy nó có cái sự khó chịu ở nơi thân ấy, ở lưng ấy, thì mình lại giữ lưng thẳng lên. Rồi vậy thì sẽ có lúc nó trùng lưng xuống, hoặc là có những người có do người nó mệt mỏi, yếu, sức lực kém, thì cái vị đấy khi ngồi giữ nó thẳng lưng nó cũng cảm thấy nó rất là khó chịu, thì vị đó hơi trùng lưng vẫn được, không sao hết. Nên là giữ lưng thẳng cũng được, mà nó hơi hơi trùng xuống một tí cũng không sao hết, đừng lo ngại vấn đề đó, cứ tiếp tục thực hành đi. Dạ, con đưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Diệu Pháp ạ. Dạ, con bạch sư, đa số các Phật tử tại gia không phân biệt được đâu là tín ngưỡng, đâu là đạo Phật. Bạch sư, sư có thể giải thích cho các Phật tử hiểu về sự khác nhau giữa tín ngưỡng và Phật Pháp không ạ? Tín ngưỡng và Phật Pháp. Tín ngưỡng là những cái niềm tin ấy, thì người ta có nhiều cái niềm tin ở trên đời lắm. Ví dụ như là ở Việt Nam thì người ta có cái đạo thờ ông bà tổ tiên, người ta tin rằng là ông bà chết rồi ông bà sẽ ngự ở trong cái bát hương ấy, cho nên là người ta cứ bóc bát hương ở đây là thờ ông bà tổ tiên, đây là thì đấy được gọi là tín ngưỡng tổ tiên. Hay là có những người, người ta có niềm tin rằng có những vị thần đất, có những vị thổ công, hay là ông Táo ngày 23 tháng chạp ông tổ công lên thiên đình tâu, nên người ta mua cá chép người ta để ông lên đấy, ông tâu những điều tốt đẹp để trời phù hộ cho gia đình người ta. Thì cái đấy cũng là một cái pháp gọi là tín ngưỡng dân gian. Cái tín ngưỡng dân gian nó rất là nhiều. Hay là cái người ta tin là ở cái nơi này có những cái vị thần linh thổ địa, hay là người ta thờ những cái vị tướng quân hay những cái người có công với đất nước, thì người ta lập nên những cái đền đình miếu mạo, hay là những cái, thì đấy là gọi là những cái tín ngưỡng. Những cái tín ngưỡng là những cái sự tôn thờ. Ở đâu mà có cái sự tôn thờ và người ta có niềm tin là người đấy có những cái thần linh thần thánh thì đấy được gọi là những cái tín ngưỡng. Thì nhiều nơi có những tín ngưỡng khác nhau, mình chỉ nói cái tín ngưỡng Việt Nam vậy thôi. Thì đến tín ngưỡng, còn đạo Phật thì khác với tín ngưỡng nhé. Nhiều khi người ta bị áp đặt những cái tín ngưỡng đấy vào trong chùa và người ta hiểu sai rằng trong chùa cũng như một cái nơi tín ngưỡng vậy, thì nó không đúng. Còn đạo Phật là nơi tu hành và là cái nơi thực hành những cái pháp, những cái lời Đức Phật dạy, thì đấy mới là đạo Phật. Ví dụ như đạo Phật thì khác với tín ngưỡng là đạo Phật thì có giáo chủ này, tức là có một cái vị sáng lập ra đạo Phật, đó là có giáo chủ là Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Đấy, người nào đến với đạo Phật phải hiểu giáo chủ của đạo Phật là đấy là Đức Phật. Thứ hai là có giáo pháp. Thế vậy thì đạo Phật truyền dạy những cái pháp gì? Đó là những cái pháp mà Đức Phật dạy ấy, những cái pháp
học như là đến với đạo Phật, đạo Phật sẽ dạy bỏ ác làm lành theo cái nhân quả nghiệp báo này, cơ bản này. Những cái pháp tu tập về về tâm ấy, tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thân giác chi, bát chánh đạo, các cái bộ kinh, những cái bài pháp mà những mình đang tục đọc kinh điển hàng ngày, đấy là giáo pháp. Đấy là đạo Phật là có giáo chủ này, có giáo pháp, và thứ ba là có giáo hội. Giáo hội tức là có tăng đoàn, có cái người xuất gia chuyên hành trì và thuyết giảng những cái giáo pháp đó, thì đấy là gọi là giáo hội. Thì có giáo hội là cái hội đoàn của những cái người tu tập, thì có những cái sự có giáo hội như thế, thì cái người nào muốn vào tu tập phải được cái sự đồng tình của giáo hội, tức là giáo hội chấp nhận cho cái vị này trở thành người xuất gia. Thì phải có đầy đủ các vị tỳ kheo, tam sư thất chứng, chứng minh yết ma, và công nhận là vị này đã gia nhập giáo hội, trở thành những người xuất gia trong giáo hội này. Thì đấy là một tôn giáo nào cũng phải có đủ ba cái thành phần như thế, đó là có giáo chủ, có giáo lý, có giáo hội, rồi là có giáo dân, tức là có những cái tín đồ, có những cái người Phật tử, tín đồ, những người theo cái tôn giáo đấy là giáo dân. Nên là như đạo Thiên Chúa gọi giáo dân, đạo Phật thì gọi là Phật tử, có hàng tín đồ Phật tử. Vậy thì cái người từ cái người tại gia đấy được gọi là cái người tín đồ Phật tử, là những cái người đấy có đức tin, tức là cái người con Phật, thì cái người đấy phải kính Phật, kính pháp, kính những người xuất gia tu hành, kính Phật, kính pháp, kính tăng, và thực hành giáo pháp theo cái sự chỉ dạy của Phật pháp tăng đó. Thì đấy được gọi là đạo Phật là thế. Đạo Phật là có hệ thống như vậy. Còn tín ngưỡng dân gian thì không có. Tín ngưỡng không có giáo chủ, không có giáo lý, không có giáo hội gì hết. Tín ngưỡng dân gian là do con người ta tự nương vào một cái tiểu thuyết nào đấy và khởi lên cái đức tin đối với cái niềm tin đấy, rồi người ta tín thôi. Ví dụ như là người ta có cái tiểu thuyết về về ông Thổ Công. Thổ Công thì có rất là nhiều cái câu chuyện khác nhau. Ngày 23 tháng Chạp, Thổ Công cưỡi cá chép lên trời trời. Đấy là một tín ngưỡng dân gian nhá, mà nhà Việt Nam mình ai cũng thờ cái vị đó. Tín ngưỡng bà tổ tiên thì cũng không có giáo chủ, không có giáo lý, không có giáo hội gì hết. Tín ngưỡng đền đình miếu mạo thì cũng không có giáo chủ, không có giáo lý, không có giáo hội gì hết, mà nó đều xuất phát từ cái niềm tin bộc phát của con người. Tức là một cái vùng miền, một cái vùng quê nào đấy, một cái dòng họ nào đấy, người ta tự sinh ra, người ta tự nập nên một cái ngôi đình này, một cái ngôi từ đường này, một cái ngôi miếu này, để người ta thờ những vị thần này thần kia. Thì các cái vị thần do những cái người dân ở đấy, người ta tự người ta hướng đến. Ví dụ như đây là cái vị có công với đất nước thì người ta tôn lên làm thần thì người ta thờ. Hay là những cái vị đấy người ta nghĩ rằng là ở đâu ở đất có Thổ Công, sông có Hà Bá, thì người ta thờ những cái vị Thổ Công Hà Bá đó. Thì đó cũng những cái tín ngưỡng. Vậy tín ngưỡng dân gian là vậy nhá, có hai cái pháp tín ngưỡng dân gian khác, còn một cái tôn giáo khác, tôn giáo là đạo Phật khác. Hai cái đấy nó khác nhau, nhưng mà nhiều cái miền quê dân gian người ta không phân biệt ra được đâu là tín ngưỡng dân gian, đâu là tôn giáo đạo Phật. Thì người ta lại coi một cái ngôi chùa cũng giống như một cái nơi tín ngưỡng của họ. Thì người ta cũng đến đấy, người ta cầu xin thế này thế kia, người ta coi Đức như một thần ban ơn giáng họa. Thì đấy là do những cái vùng quê, những cái vùng miền đấy người ta không hiểu giáo lý của đạo Phật, người ta không được nghe giảng Phật pháp, cho nên là người ta hiểu một cách bao đồng, coi chung chung tín ngưỡng cũng như giáo, tôn giáo cũng như tín ngưỡng. Thì cái điều đó là do người ta hiểu sai, hiểu đúng là khác, có cái sự hoạt động của tôn giáo khác, còn những cái hoạt động của tín ngưỡng dân gian khác. Thì cái người nào có cái hiểu biết thì sẽ hiểu đúng và sẽ áp dụng đúng được hai cái điều đó ở trong thế gian, không lẫn lộn hai cái tín ngưỡng với tôn giáo này. Là con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành là liệu pháp ạ. Là con bạch sư, người Phật tử tại gia thờ cúng ông bà tổ tiên, vậy các la tiên có ngự ở ban thờ hay không ạ? Và việc thờ cúng như thế nào là mê tín, không có lợi ích, như thế nào là chánh tín và có lợi ích ạ?
Người Phật tử tại gia lập nên cái ban thờ để thờ ông bà tổ tiên, bốc bát hương thì ghi tên ông bà trong đấy. À, và người ta nghĩ rằng ông bà chui vào trong đấy, ngồi trong đấy, ngự ở trong đấy. Điều đó là cái tưởng tượng của người ta thôi. Còn ai mà chui vào trong đấy mà ngồi, giờ mình chết đi mai mốt con cháu ấy, nó bảo mình ông bà chui vào đây ngồi nhá, ông ấy, mình cứ ngồi ở trong đấy hoài à, mình không đi đâu à. Ở trong bát hương này nó có cái gì đâu, có mấy cái tro tàn ấy à. Mình làm nhà cửa đẹp em mình ở, mình cho ông bà ở trong cái đống tro tàn này ha, coi thường ông bà quá ha. Điều đó không có nhờ, cái điều đó là mê muội mê lầm mê tín do con người ta tưởng tượng suy nghĩ ra mà thôi. Cái bát hương chỉ là để cắm cái cây hương thơm ở đấy cũng, còn cái sự tôn thờ là cái sự tưởng niệm tri ân, giống như là mình thờ Đức Phật cũng vậy. Đức Phật không ngự ở trong tượng Phật, Đức Phật không ngự ở trong chùa, mà Đức Phật nhập Niết Bàn rồi, nhưng mà mình thờ Đức Phật để làm gì? Để nhớ đến cái cuộc đời cao thượng của Đức Phật, để mình nương theo cái tấm gương của Đức Phật mà tu tập, là mình khởi lên cái niềm tin, giống như mình có cái sự tri ân đối với một cái bậc thầy, giống như là một cái người, một cái ông tổ của một cái môn phái nào đấy, ví dụ như là ông tổ của một cái môn võ công nào đấy, nên là cái đời sau con cháu thì người ta học được, người ta vẫn tôn thờ ông tổ một cái thầy thuốc nào đấy, và từ cái đời ông Bành Tổ bao nhiêu năm rồi ông truyền bá ra cái nghề này, cho nên là bây giờ con cháu học theo, nên là người ta tri ân, người ta đắp lên cái tượng để người ta ghi nhớ. Hay là thì cũng vậy, Đức Phật như những cái ông tổ vậy, thì cái ông bà tổ tiên nhà mình cũng thế, là những người sinh sôi nảy nở đẻ ra những cái hàng những con cháu này, cho nên là tưởng nhớ về cái cội nguồn, tổ tông, tông ti để cho nó khỏi mất gốc, thì người ta tri ân, người ta tôn thờ, lập nên từ đường hay là ban thờ để người ta tưởng nhớ thôi. Rồi người ta dâng lên những cái vật dụng, người ta cúng dường tri ân, coi người sống cũng như là còn chết, người chết cũng như là còn sống ấy. Thì đấy là cái tâm hiếu thảo, cái tâm hiếu thuận, cái tâm cung kính, thì cái tâm đó cũng tốt, nhưng không được mê muội, không được nghĩ rằng ông bà ngồi đấy ông bà ăn những cái điều đó. Cũng giống như vậy, mình cúng dường Đức Phật với cái tâm thành kính, nhưng mình không được nghĩ rằng Đức Phật là có linh hồn tồn tại mà đang ăn những thức ăn mình cúng, không được nghĩ thế, nghĩ như thế là mê lầm. Thì thờ ông bà cũng tương tự như thế, mình thờ với cái tâm thành kính tri ân như vậy, chứ không phải ông bà ngồi đấy đâu, ông bà không có ăn những cái đồ mình dâng lên, ông bà không có ngự ở đấy, mà người chết rồi sẽ đi đầu thai, đi luân hồi tái sinh về các cõi sống khác nhau. Kể cả một số người người ta sinh làm ngã quỷ thì người ta cũng đi lang thang vất vưởng đây đó, nhưng người ta chẳng chịu ngồi một chỗ đâu. Nên là ai mà cứ ngồi hoài một chỗ để cho mình muốn đến kêu cầu xin bái cái gì cũng được, cái điều đó mình đang lạm dụng tín ngưỡng để cầu xin ông bà coi như là cái vị thần tài hộ mệnh cho mình, coi cái gì cũng được. Thì cái đấy là cái tín ngưỡng thế gian, thì người ta hay có những cái ảo tưởng mê lầm khác nhau. Nhưng mà cái người nào có trí tuệ hiểu ra được thì cái người đấy không bị nặng về tín ngưỡng, nó tránh ra được cái mê tín dị đoan. Còn những người nào mà không hiểu, không nghe được giáo pháp thì người ta rơi vào mê tín dị đoan, người ta rất nặng về cái chuyện thờ tự đó, thì người ta rất là khổ. Còn những người nào mà bớt được cái sự mê lầm đấy đi thì nó nhẹ nhàng mà nó cao thượng, cao quý, có tôn thờ. Việc tôn thờ mình bỏ ông bà tôn tổ mà không tôn thờ thì điều đấy cũng là một cái điều không tốt. Thì giống như là một cái người không tri ân cha ông, người như vậy thì cũng không có cái tâm thành kính, không có tâm thành kính thì cũng không 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 hay. Nhưng mình có tâm thành kính phải đi với trí tuệ, tức là đức tin phải đi kèm với trí tuệ. À, hiểu đúng thì mình biết rằng là đây chỉ là cái tri ân, là cái sự tưởng nhớ về cội nguồn để mình sống nó khỏi bị mất gốc thôi, chứ không phải là có ông bà ngự ở trên đấy. Nên là phải hiểu như vậy thì sẽ có cái tâm nó thanh thản, nhẹ nhàng, an vui hơn. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Liệu Pháp ạ. Dạ, con bạch sư, có sự khác biệt gì giữa thờ Phật và tôn thờ các vị gia tiên ạ? Thờ Phật và tôn thờ các vị gia tiên có sự khác nhau. Khác nhau, thờ Phật thì thờ ở chùa, đôi khi cũng có người sẽ thờ Phật ở trong nhà mình. Nhưng mà mình phải hiểu rằng Đức Phật khác, gia tiên nhà mình khác. Đức Phật là bậc thánh nhân, còn gia tiên là phàm phu. Đức Phật là bậc đã hết tham sân si, là người đã tu hành chứng đắc, là bậc đã tự tại siêu thoát, rất là cao thượng. Còn gia tiên thì là những người chưa có tu tập,
Cho nên đó vẫn cũng chỉ là những người phàm tục bình thường như những người khác, thì có cái sự tôn thờ phải khác nhau. Mình tôn thờ Đức Phật khác, Đức Phật là bậc thánh nhân xuất thế, là bậc thầy của trời người. Còn gia tiên nhà mình có tôn thờ như vậy, mình vẫn phải biết là gia tiên nhà mình vẫn phải tôn kính Phật, vẫn phải thờ Phật. Thì vậy nên là phải thờ gia tiên thấp hơn, chỗ thờ Phật mình phải có cái tâm thành kính đối với Phật cao thượng hơn, Đức Phật cao thượng hơn gia tiên nhà mình rất nhiều. Gia tiên thì cũng ngang ngang với những người trần thôi, người bình thường thôi, còn Đức Phật thì khác. Tôn thờ mình thể hiện cái lòng thành kính tuyệt đối với Đức Phật. Đức đã đoạn trừ hết, giải thoát, đã chấm dứt khổ đau, bậc thầy của trời người, của tam giới. Còn gia tiên thì vẫn còn là những chúng sinh luân hồi sinh tử, vẫn còn khổ đau, cho nên là vẫn còn phải cung kính tôn thờ Đức Phật và nương vào giáo pháp của Đức Phật tu tập để giải thoát. Cho nên có sự khác nhau xa nhé, sự khác nhau tuyệt đối. Mình chỉ cần hiểu như thế thôi, còn cái sự tôn thờ thì nó là cái tâm thành kính của mình, nhưng mà mình vẫn phải hiểu gia tiên nhà mình là những người còn khổ đau, còn phải nương vào pháp Phật để giải thoát khổ đau. Còn Đức Phật là bậc đã giải thoát khổ đau, là bậc thầy chỉ dạy con đường đi đến chấm dứt khổ đau. Vì vậy nên là mình tôn thờ có sự khác nhau như vậy, là mình cũng mong rằng mình cung kính Phật để mình được cái hưởng phước và đi đến giải thoát ở tương lai. Cũng mong rằng gia tiên nhà mình cũng hoan hỷ và tôn thờ Phật để mà tạo ra phước và đi đến giải thoát khổ đau ở tương lai. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi cuối cùng trong buổi ngày hôm nay ạ. Dạ, con thưa sư, quan điểm của đạo Phật về các vị thần linh như thế nào? Đức Phật có cho các đệ tử tôn thờ hay không tôn thờ thần linh hay không ạ? Quan điểm của đạo Phật về các vị thần linh thì quá là nhiều, quá là vô biên. Các vị thần linh ở khắp cái thế gian, ví dụ như là ở cái cõi ở trên mặt đất này thôi, thì tất cả các vị chư thiên ở trên mặt đất được gọi là các vị thần linh. Các vị chư thiên ở cái cõi tứ thiên vương này gọi là phong phú nhất, sống gần gũi với con người nhất. Thì trong đó có những cái hạng thần linh như là rồng ấy, hay trên chùa đền đình nhà mình đều đắp những cái hình tượng của các vị long vương ấy, các vị rồng ở dưới Long cung, hay là sống ở dưới biển, có những cái long cung ở dưới biển đây. Đấy cũng là các vị thần linh, rồng, chim sĩ điểu. Thì tất cả các chùa là hay thờ rồng, bởi vì các vị rồng người ta có những cái thần lực, người ta cũng có thể bảo vệ được cái năng lực của người ta. Người ta đôi khi người ta có cảm tình với ai, người ta tôn trọng quý mến ai, người ta cũng có thể có những thần lực, người ta bảo vệ được những cái vị đấy. Và nhiều cái vị long vương, long cung, người ta có tâm tin kính Phật, người ta bảo vệ Phật. Ví dụ như là có cái hình tượng mà một vị rồng cuốn 7 vòng quanh, rồi lấy màu che mưa cho Đức Phật 7 ngày 7 đêm đấy, mà mình đang thờ pho tượng ở dưới ao ấy. Thì đấy là những cái vị rồng, người ta rất là kính Phật, nên người ta rất là hay hộ trì Phật pháp. Chính vậy nhiều chùa người ta hay đắp những hình tượng rồng ở trong chùa, đấy là để cho những vị đấy sẽ là những vị hộ pháp, hộ trì cho chùa, trừng phạt những cái người nào ác ý muốn đến chùa gây phá rối, là những người nào có ác ý muốn hại người tu hành, muốn hại giáo pháp, muốn hại Phật. Đôi khi nhé, có nhiều cái vị rồng ấy, cái vị nóng cung ấy, vị đấy sẽ xử lý, vị đấy sẽ đến nhà rồi vị đấy quấy cho biết tay. Nên đấy là những cái vị, có những cái vị hộ pháp được như vậy. Rồi đôi khi có những cái vị thần khác là những cái vị dạ xoa, có những cái vị dạ xoa người ta có cái trách nhiệm, có các cái vị vua trời người ta giao cho các vị ấy cai quản ở những cái nơi đền đình miếu mạo. Vì vậy những nơi đền đình miếu là những nơi linh thiêng, nơi linh thiêng bởi vì có rất nhiều các vị thần linh cai quản ở đó. Mà ai là cái người chỉ đạo? Mà các vị vua trời tứ đại thiên vương là những cái người chỉ đạo cho những cái vị dạ xoa đấy, là ông hãy bảo vệ cái nơi này, ông hãy bảo vệ nơi kia, hãy bảo vệ cái đền này, hãy bảo vệ cái ngôi chùa này. Vì vậy cho nên là trong nhiều ngôi chùa vẫn có các cái vị thần linh, người ta bảo vệ, người ta canh giữ ở đấy. Rồi các cái vị thần đất, rồi có rất là nhiều. Đấy là các cái hàng dạ xoa, giác kha, rồi là các cái quỷ thần ở cái cõi tứ thiên vương thì rất là nhiều các cái hàng dạ xoa. Đôi khi nhờ nghe trong những tiểu thuyết là có những dạ xoa ăn thịt người ấy nhá, cũng có nhá, cũng có những cái dạ xoa đó. Có những cái vị dạ xoa người ta được phép ăn thịt ai mà bước xuống cái hồ đấy. Đôi khi có những cái hồ có những dạ xoa thỉnh thoảng người ta hay bắt người ta ăn thịt, người ta chỉ được phép ăn thịt người xuống, ai bước xuống hồ, con vật gì bước xuống đấy người ta được ăn. Đôi khi có những cái dạ xoa cái vị người ta sống ở một cái cội cây đấy, cứ ai đến ngồi dưới cái bóng cây đấy người ta sẽ được ăn.
Và tất cả những cái con vật gì đến cái bóng cây đấy, cái bóng cây nó cứ ngả bóng lên đâu, mà cứ có một con vật gì dù nó là người đi vào đấy nhưng người ta cũng được ăn thịt, thì các cái vị vua trời cho phép người ta được phép trong cái phạm vi đó. Thì điều đó cũng có, thì cũng có những cái vị dạ xoa thì người ta không ăn thịt những người này, người ta xuống địa ngục người ta bắt những chúng sinh dưới đấy người ta ăn thịt, cũng giống như con người trên đời mình cứ bắt trâu bò lợn gà ăn thịt đấy. Thì nhiều cái vị thần người ta ăn thịt ấy, thì người ta cũng cũng bắt những cái chúng sinh ở ngã quỷ ở cái cõi địa ngục người ta ăn thịt, thì đó cũng là các cái vị thần ở cái cõi thế gian này. Thì vẫn có những cái thiện thần và có ác thần như vậy. Thì có những cái thần rất là hung dữ, có những vị dạ xoa thì trông rất là ghê rợn dữ tợn. Đấy là gọi là cái cõi tứ đại thiên vương này, là có bốn vị vua cõi trời cai quản bốn cõi, bốn châu thiên hạ. Thì trong đó có những vị thần cây, thần đốc, thần sông, thần núi, thần mưa, thần gió, thần biển, thần đất, thần gì ở đâu cũng có, có nghĩa là ở chỗ nào cũng có thần hết. Cây khối nào cũng có, các những cái cây cao bóng cả cái lớn đều có các vị chư thiên sống ở đấy, thì được gọi là các thần cây. Các núi đồi đất đai hay là trong nhà cửa những người dân nhá, nhà nào cũng có thần hết. Các vị sống ở trong cái nhà mình ấy. Có những vị thì người ta không có phước, người ta không có lâu đài, nhưng mà người ta cứ ai xây nhà lên mà chưa có vị nào ở, người ta đến người ta cứ ngụ ở đấy cũng có. Người ta sống ở trong nhà người thường. Nên là những nhà nào hay lập những cái bát hương thờ những ông thổ công thì có những vị chư thiên, các cái vị thần đất đấy người ta sống ở đấy, người ta ngự ở đấy. Thì đấy là các vị thần ở trên mặt đất này. Có những vị thần cai quản dưới địa ngục, có những vị thần người ta sống ở trên cao hơn, người ta có những cái tòa lâu đài bằng vàng bạc, thì người ta phước người ta lớn hơn thì người ta sẽ được hưởng cái đời sống sung sướng hơn. Người ta cao ở trên cao nữa thì các vị chư thiên đấy cũng là thần, thiên thần ở các cái cõi trời đao nợ thiên vương, thì những cái vị chư thiên đấy người ta không sống ở dưới mặt đất thì người ta sống trên cách con người rất là xa, thì người phàm ít khi tiếp xúc được với những cái vị đấy, thì đó cũng là các vị thiên thần. Rồi các cái cõi trời dục giới, sáu cõi trời đấy thì vô số các vị chư thiên giống đấy là các vị thiên thần, cõi phạm thiên nhất đều là những vị thiên thần hết. Vậy thì thần tiên nhiều lắm, vô số kể. Nhưng mà vì Đức Phật có thiên nhãn, Đức Phật có thể tiếp xúc nói chuyện giảng dạy đạo lý cho các vị ấy nghe. Rồi các vị ấy cũng nhiều người là Phật tử quy Phật pháp, cũng có người thì người ta không quy Phật pháp, có người có đức tin, có người không có đức tin, giống y như con người thế gian vậy. Có người có đức tin, có người không có đức tin, có người là Phật tử, người không Phật tử, có người hội trì Phật pháp, có người phá hoại Phật pháp, cũng giống như con người thế gian vậy. Có người thì tôn kính Phật pháp, người thì chỉ đến chùa gây sự là phá hoại Phật pháp. Thì đời cũng thế, con người cũng thế, các thần linh cũng vậy, cũng là chúng sinh con người, chỉ khác nhau cái là sinh ra cái thân thô thiển rõ ràng thì đấy là con người, sinh ra có cái sắc thân vi tế trong trẻ mà mắt thường mình không thấy được, thì các vị là các vị thiên thật, tùy theo cái nghiệp khác nhau. Đấy là các vị thần thì nhiều lắm, nói không kể không hết được. Để hồi hướng. Idamme punyam. Idamme punyam. Asavakkhayam. Asavakkhayam. Vaham hotu. Vaham hotu. Idamme punyam. Idamme punyam. Nibbanasa. Nibbanasa. Vacayo. Vacayo. Hotu. Hotu. Mama punya bhagam. Mama punya bhagam. Sambhasadhanam. Sambhasadhanam. Pachemi. Pachemi. Tesabe. Metabe. Metamba. Punya Pagam Nabandu. Phước lành này của con, phước lành này của con, nguyện đoạn trừ các lậu hoặc trầm luôn, nguyện đoạn trừ các lậu hoặc trầm luôn. Phước lành tu tập của con, phước lành tu tập của con, nguyện làm duyên thành tựu được niết bàn, nguyện làm duyên thành tựu được niết bàn. Phước lành này của con, phước lành này của con, xin chia đều đến tất cả chúng sinh, xin chia đều đến tất cả chúng sinh. Mong cho tất cả hãy thọ nhận, mong cho tất cả hãy thọ nhận phần phước ấy được đều nhau, phần phước ấy được đều nhau. Sa-du, sa-du, sa-du.